Phật dạy, người nào có phúc, trời sẽ ban khổ. Ba cái khổ này, nhìn thì có vẻ là họa, nhưng thực ra chính là phước. Một, người chịu thiệt thòi, tương lai sẽ được phúc báo. Tử tế với người khác, dường như là tự mình gánh chịu thiệt thòi, nhưng thực tế, mọi mất mát sau này sẽ được bù đắp. Chúng ta thường xem, việc chịu khổ là điều bất hạnh, mặc dù tất cả những khó khăn sẽ khiến cuộc sống của bạn khổ sở, nhưng tương lai thì cực kỳ hạnh phúc. 2. Nỗi khổ khi bị dồn vào chân tường sẽ khiến người ta buộc phải đứng lên. Những khó khăn hiện tại mà bạn đối mặt cuối cùng sẽ biến thành phúc lành, tương lai tươi sáng rồi cũng sẽ đến với bạn mà thôi. 3. Sống sót sau đại họa. Trên thế gian này có một loại phúc gọi là sống sót sau đại họa. Những người trải qua đại họa mà vẫn sống sót thì đó là người có phúc lớn.